Hi, xin chào các bạn. Video này thì mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu canh rong biển. Món canh rong biển này rất là ngon và bổ, lại tốt cho sức khỏe nữa. Cái sợi canh rong biển ăn nó giòn giòn, rất là ngon và mát. Mình mời các bạn cùng xem cách làm. Hi, xin chào các bạn. Thì đây là cái miếng rong biển nè. Người ta bỏ trong bịch như thế này nè, người ta bán khoảng mười mấy ngàn á, mình không nhớ chính xác. Rồi mình mua về xong đó, cái mình cho vào thau, mình đổ nước vô, mình ngâm. Mình ngâm khoảng 15 hoặc là nửa tiếng á, thì cái miếng rong biển nó sẽ ra như thế này. Mình không phải cắt hay làm gì hết nha. Mình bỏ vào trong nước rồi mình ngâm là nó sẽ thành ra như thế này nè. Rồi mình vớt ra, mình rửa sạch, mình rửa 4-5 lần nước cho nó sạch luôn. Rồi mình xào sơ, mình đem đi nấu, vậy là xong rồi. Mình đã chuẩn bị sẵn là nấm rơm. Các bạn có thể cắt làm 3, làm 4 tùy ý thích các bạn. Còn cà rốt á, thì mình đã sắc hạt lựu. Bên đây là thịt băm. Các bạn có thể thay thế là giò heo nè, sườn heo. Đây là hành với lại ngò rí. Mấy nguyên liệu này rất là đơn giản. Cái rong biển mình ngâm xong á, thì các bạn nhớ là mình vò nhẹ tay. Rồi mình rửa cho nó sạch nha. Mình rửa tới 4-5 lần nước lận. Rửa chừng nào mà cái nước nó trắng tinh là được nha các bạn. Tại vì mình không rửa kỹ thì khi mình nấu canh nó sẽ có cái mùi. Mà cái mùi đó thì nhiều người ta ăn không có được. Nên các bạn chịu khó mình rửa kỹ một xíu. Như cái nước bạn thấy nè, trong này nó màu đỏ nè nha. Chừng nào mình rửa cái nước nó màu trắng luôn là được nha các bạn. Rửa 3-4 lần nước, đây là nước nó màu trắng liền nha. Mình rửa sạch rồi, cái mình để ráo nước rồi mình xào sơ, mình nấu canh. Cái món canh này ăn nó rất là ngon và mát lắm các bạn. Rửa sạch trong biển xong thì các bạn để ráo giùm cho mình nha. Để ráo cho nó hết nước. Rồi xong rồi cái mình đem xào cho nó thơm cái rong biển rồi mình hả cho vào canh. Dầu ăn nóng rồi, mình sẽ cho tỏi vào, mình phi tỏi. Đợi tỏi vàng rồi thơm rồi xong rồi mình sẽ cho rong biển vào. Mình xào sơ cái rong biển thôi nha các bạn, để khử mùi rong biển á, với lại để cho nồi canh của mình nó thơm hơn. Còn các bạn mà để rong biển trực tiếp vào nồi canh luôn á thì nồi canh mình không được thơm mấy nha, chỉ là xào sơ thôi. Rồi sau mình tắt bếp là được. Các bạn chuẩn bị một nồi canh nha, mình cho xíu dầu ăn vào. Đợi dầu ăn nóng rồi mình sẽ cho tỏi vào, mình phi cho thơm. Mình phi cho thơm xong rồi mình sẽ cho cái thịt bằm vào đây nha. Các bạn xào thịt xong rồi thì mình cũng nêm bình thường như các loại canh khác nha. Mình nêm đường, bột ngọt, muối, hạt nêm, giống như nêm canh bình thường nha các bạn. Rồi mình sẽ cho cái phần nấm với lại cà rốt vô nha. Nói chung là nêm giống như canh bình thường vậy. Mình xào cái này lên cho tất cả nó thơm. Giờ mình sẽ cho nước vô đây. Mình nấu cho sôi lên. Rồi các bạn nêm nếm lại lần nữa cho vừa ăn nha. Rồi mình thả rong biển vô. Giờ mình sẽ cho rong biển vô. Nồi súp đã sôi rồi nè. Các bạn cho nước nhiều nhiều đại đi nha. Tại rong biển vô rồi nó nở ra. Nồi canh mình rất là đặc. Nhìn nó rất là ngon và hấp dẫn luôn nè các bạn. Mình ăn nó mát mà tốt cho cơ thể lắm nha. Thơm quá trời thơm luôn. Giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình cho thêm hành với lại ngò rí vô nha, cho món canh của mình nó ngon, hấp dẫn và nó thơm nữa. Các bạn nhìn nè, nhìn ngon ghê luôn á, giống như là món súp cua, súp gà vậy đó. Giờ mình múc canh ra tô và cùng ăn cơm trưa với gia đình. Thì cái món canh rong biển này nhà mình ai cũng thích hết trơn á. Ăn nó ngon và nó rất là bổ, mát nữa. Hiện giờ thì nhà mình đang ăn buổi trưa, là cơm trưa cả nhà. Thì có món canh rong biển này nè, rất là dễ ăn cơm. Ăn mình húp canh nó rất là ngon luôn á. Mà canh thì ngon lắm. Cái sợi canh rong biển nó giòn giòn. Cái nước nó, cái vị nó ngon lắm. Các bạn hãy thử nấu món canh rong biển này cho cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Thì video của mình đến đây đã kết thúc.
Mình chúc cho tất cả các bạn luôn nấu ăn ngon và thành công với cái món canh rong biển này nha. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại.